Bích Phượng xin kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Trẻ Khỏe Đẹp. Ngày hôm nay một lần nữa Bích Phượng hân hạnh giới thiệu sứ quý viên Thùy Trinh. Hello Thùy Trinh. Thùy Trinh Nga, cảm ơn chị Bích Phượng đã dành cho Thùy Trinh cuộc nói chuyện này. Một lần nữa xin thân ái kính chào tái ngộ cùng với quý vị. Chị khỏe không? Khỏe. Thưa quý khán giả, Thùy Trinh là giám đốc của trung tâm Trẻ Khỏe Đẹp. Và lần nào mà Thùy Trinh đến đây để nói chuyện với Bích Phượng và quý khán giả thì đều có những cái câu chuyện rất là hấp dẫn mà rất là đặc biệt. Thì ngày hôm nay thì Trinh mang đến câu chuyện gì đó? Bây giờ chị muốn nghe câu chuyện gì? Chuyện ma, chuyện trẻ khỏe đẹp chuyện trẻ khỏe đẹp thì muôn đời lúc nào cũng đều có cả. Nhưng mà thưa chị, có một cái bản tin rất là vui mà tụi Trinh cũng xin được chia sẻ cùng với quý khán thính giả. Đó là một cái loại hoa nó tên là crocus. Đây là một cái loại hoa mà bên Anh họ đã vừa mới khám phá ra được. Tức là cái gốc rễ của cái hoa này đó, họ có thể điều chế ra để mà điều trị ung thư và có thể dứt hẳn ung thư, đã và đang điều trị cho một số bệnh nhân rồi. Và họ sẽ theo dõi trong vòng 5 năm. Nếu mà trong 5 năm không có một cái gì side effect, không có một cái gì phản ứng phụ, thì có thể đây là cái tin vui y học cho nhân loại. Thùy Trinh lần trước nói về yến nè, rồi Fucodan, dạ. Và đặc biệt một cái mỹ phẩm mà Phượng thích lắm đó là tế bào gốc, năm tế bào gốc. Thì Trinh còn có những cái sản phẩm nào mới không? Cảm ơn chị đã nhắc. Thì thưa quý vị, trong những cái ngày lễ rất lớn sắp sửa đến với chúng ta, thì lúc nào công ty Trẻ Khỏe Đẹp nhờ cái sự thương mến, sự ủng hộ của quý vị đã nuôi dưỡng Trẻ Khỏe Đẹp, do vậy tụi Trinh lại có cái thêm cái niềm tin và cái sức mạnh lại đi tìm kiếm những cái sản phẩm tốt, sản phẩm từ bên Nhật, sản phẩm từ những cái công ty phải nói là an toàn, hữu hiệu để đem về. Gần đây đó, những lần trước thì chị em mình đã có nói chuyện là tụi Trinh đã có lấy yến. Yến nó phải là từ Indonesia. Yến của Trẻ Khỏe Đẹp đó, khi quý vị mua đó, giá nó phải nhẹ nhàng. Thứ hai là quý vị mua bao giờ cũng được quà tặng. Bởi vì tụi Trinh thì thích là trong uống ngoài thoa. Thành thử khi chúng ta ăn yến vào ban đêm đó, quý vị sẽ được tặng những cái hũ kem làm cho trắng da của Thụy Sĩ. Rồi kem làm cho thoa mắt. Rồi tụi Trinh có cái mask. Đây là cái loại mask mà mình đeo cho ban đêm khi mình đi ngủ, để mà những cái mọng nỡ, cái nọng mỡ ở dưới đây của mình, hay là những cái nếp nhăn á, khi mình xếp xuống nó không có bị lâu ngày nó xếp ly. Đó là những cái món quà mà khi quý vị mua yến của Trẻ Khỏe Đẹp. Còn nếu mà quý vị đã mua 250g, 500g trở lên á, chắc chắn là quý vị đã và sẽ trở thành khách member. Bởi vì sao? Giá là nhẹ, rẻ hơn bất cứ nơi nào. Khi quý vị mua, quý vị cứ nói là tôi mua ở nơi này rẻ hơn, quý vị chứng minh là được. Để Trẻ Khỏe Đẹp thứ nhất là sẽ bán rẻ hơn những cái nơi đó cho quý vị, thứ hai quý vị lại được tặng những cái món quà mà Thùy Trinh vừa mới giới thiệu. Đồng thời mua 250g, quý vị sẽ được tặng thêm 28g, trị giá là 120 đồng. Rồi đó là phần quà của Trẻ Khỏe Đẹp biếu tặng trong cái dịp quý vị đang theo dõi chương trình này đến Tết của chúng ta. Còn những cái mặt hàng mà Thùy Trinh chị vừa mới nhắc đó thưa chị, thì mới đây đó là công ty có cái loại thuốc nó tên là ROS, như chị đang thấy ở bên cạnh. ROS ở đây nó là Reactive Oxygen Suppressive Reduction. Quý vị biết trong cơ thể của mình đó, lúc nào nó cũng tiết ra những cái phân tử tự do độc hại. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta căng thẳng, chúng ta bị rối loạn, chúng ta bị buồn phiền quá nhiều, hay một cái gì đó, môi trường mà mình làm việc, hay là một cái bất cứ một cái lý do nào đó, nó ra quá nhiều đó, thì cơ thể của mình nó có những cái mầm mống, nó làm cho mình bị suy thoái, mình già nua và mình sẽ bị bệnh tật nhiều hơn. Thì cái anh này đó, anh đã làm giảm đi cái chất những cái phân tử tự do độc hại đó trong cơ thể mình đi, tức là anh hóa giải đi và anh làm cho chị khỏe ra. Bởi vì sao? Nó là hydrogen. Cái chất hydrogen này nó là từ mineral. Những cái chất này đó, nó chỉ có lấy ở những cái nơi mà khoáng đạt mà cao, ở đỉnh núi cao hay là ở ngoài biển. Thành thử khi quý vị lên những cái nơi mà trong sạch đó, mình hít vào mình sẽ cảm thấy mình khỏe. Mình ra gió biển, chị cảm thấy mình đổi gió, mình thấy mình khỏe không? Thì cái thuốc này đã đóng cái vai trò đó. Mà nó còn hơn thế nữa, đây là một trong những cái mặt hàng Thùy Trinh xin được nhấn mạnh và mạnh dạn để giới thiệu cùng với quý vị. Mặt hàng này đang hot nhất ở bên Nhật. Nếu quý vị nào có người nhà hay là đi sang Nhật, quý vị có hỏi là ông bà có biết cái thuốc ROS Reduction là cái gì hay không? Hộp màu xanh, cái chữ nó như vậy nè. Đó, là họ sẽ nói cho quý vị, đó là hot item. Bởi vì sao? Người Nhật ở bên đó bắt đầu uống cái loại này rồi, thay vì Fucodan. Cái anh Fucodan á, bên Nhật ngày xưa mười mấy năm người ta đã uống. Phải không ạ? Mình bây giờ mới bắt đầu uống Fucodan. Thì bây giờ bên Nhật họ đi trước mình, là họ đi cái ROS này.
nhờ ông Nhật này, ông Mách cho Thủy Trinh, ông nói là nếu mà cô đã bắt kịp được Fukudan cho cộng đồng Việt của cô thì cô nên giới thiệu Ross đi, họ sẽ yêu mến cô hơn, tại vì cái thuốc này giúp cho họ khỏe hơn và họ sẽ thích cái loại thuốc này nhiều hơn, bởi vì đó là mặt hàng của Nhật Bản. Thì đó là cái niềm mà Thủy Trinh cảm thấy, cá nhân mình uống, gia đình Thủy Trinh uống, và mẹ Thủy Trinh nói thật, chị đi không được, lên cầu thang là phải đi chống gậy. Nhưng mà từ hôm bà cụ uống đến giờ là ron rỏn đi bộ, đi chợ, và đặc biệt là làm ở ngoài vườn từ sáng cho đến tối không biết mệt. Và từ đó không bao giờ là con ơi đưa cho mẹ đi chiếc B12 nữa. Vậy là như Phượng vậy. Thì thường thường Phượng thích shortcut. Chắc là Phượng pass cái Fukudan, chắc là Phượng phải uống cái ROS. Dạ, cái ROS reduction. Cái đó rất là khỏe cho mình ấy, bởi vì mình làm việc đôi khi mình không có, mình đói mà mình đã không có thời giờ ăn uống. Thành thử ra chị uống và chị sẽ thấy nó khỏe. Nhưng mà một lần nữa, tôi chính có một cái sản phẩm mới nữa để khoe cùng với quý khán thính giả. Trên thị trường mình đã có nhau thai của pig, là của heo nè, của cừu nè, phải không ạ? Bây giờ là nhau thai ngựa. Nghe thì buồn cười phải không thưa quý vị? Nhưng thưa, cái loại này nó không có đắt, nó không có rẻ đâu, nó rất là đắt. Một viên này đó, phải nói nó đắt vô cùng, mà không biết tại sao nó lại đẹp vô cùng. Quý vị nào mà muốn có làn da đẹp, muốn mà trẻ hóa từ ở bên trong ra đến ngoài đó, tôi chứng nói là đây là phụ nữ đó, quý vị phải cần uống nhau thai ngựa. Bởi vì sao? Nó độc đáo, nó mạnh hơn cả nhau thai cừu. Và nó hữu hiệu lẹ hơn nhau thai cừu, hay là nhau thai heo, hay là tại khác. Thành thử ra nhau thai ngựa là một trong những công ty cũng ở bên Nhật Bản. Thì chúng cứ hỏi, bên Nhật làm gì có đất để mà trồng nuôi ngựa, nuôi mà các ông lại nói, bảo chết là cô sai rồi. Vẫn có những cái nông trại để họ nuôi những cái ngựa giống để mà họ lấy. Thành thử ra họ biết cách họ bào chế ra. Thành thử ra một viên của họ giống như là một nang thuốc vàng vậy đó thưa chị. Mà uống vào làn da, chị cứ uống thử một hộp thôi, làn da đẹp mà bảo đảm mướt, mà nó mình trẻ ra thôi. Tôi chỉ nói từ bên trong ra ngoài luôn. Cái bên trong quan trọng lắm đó. Dành cho phụ nữ rất là tốt. Nhưng mà cái điều mà có lẽ là quý khán giả rất là muốn biết, sự an toàn. Ô thưa chị, một điều là mình phải an tâm là những cái sản phẩm đó mà từ ở bên Nhật, mà khi tụi Trinh đã nhập sang được bên Mỹ này đó, nó phải qua cái khâu hải quan. Mà qua cái khâu hải quan có nghĩa là qua cái khâu FDA, có nghĩa là được đóng dấu, được an toàn, được cho vào đây rồi. Thành thử ra, nào bây giờ mình nói qua, thế thì cái thuốc này nhau thai ngựa đã được phân tích và đã được FDA approve chưa? Bên Mỹ thì chưa, nhưng mà bên Nhật thì đã rồi. An toàn cho bên Nhật, an toàn ở Thụy Sĩ, an toàn ở bên New Zealand, ở tất cả các nơi. Nhưng mà nếu chúng ta tin thì quý vị uống, quý vị không tin không cần phải uống. Nhưng quý vị nào muốn làm đẹp, như cá nhân Thủy Trinh và gia đình Thủy Trinh, mấy người chị của và chị em Thủy Trinh đã uống qua rồi, bởi vì mình nhìn thấy tận mắt, mình nhìn thấy kết quả rồi thì mới dám uống. Thì giống như là nhau thai ngựa, nhau thai cừu thôi, cũng đâu có được approve gì đâu ạ. Nhưng mà thế thì nhau thai ngựa đã được vào bên Mỹ này, thành thử ra đã uống rồi, biết bao nhiêu người uống rồi, thành thử ra Thủy Trinh mới mạnh dạn mới nhập. Mình là người Á Châu thì nếu mà những người Nhật họ đang dùng mà không có cái phản ứng phụ, hay là không, nói chung là có kết quả tốt thì là mình an tâm. Và cái kem mà 5 tế bào gốc của chị đang nhắc lại đó, thì thưa quý vị, đây là một trong những mặt hàng mà công ty Milado Peace đã có mặt trên thị trường quốc tế hơn 75 năm nay rồi. Với cộng đồng người Việt là mới biết họ đây thôi, chứ thật sự ra bên những cái vùng Trung Đông và những cái nước mà giàu có, họ đã hưởng ứng cho loại kem này rất là nhiều. Và đặc biệt hũ kem 4 tế bào gốc của Milado Peace đã được giải Oscar ở bên Đức hồi tháng 4 của năm 2014. Đó là cái lý do tại sao hôm nay họ lại ra 5 tế bào gốc. Trong cái mùa lễ lớn sắp của chúng ta đó, thì kem 4 tế bào gốc mà Thủy Trinh đang cầm ở trên tay luôn luôn lúc nào cũng có những cái món quà giá trị biếu tặng quý vị. Thứ nhất là quý vị mua kem 4 tế bào gốc, quý vị sẽ được tặng một cái travel size. Cái hộp này Thủy Trinh rất là thích. Quý vị có thể lấy hai hộp travel size nếu quý vị không muốn làm trắng da. Tại hai cái hộp này nó đều ngang ngửa giá trị, nó bằng nhau, 124 đồng cho kem trắng da, cũng như là cái hộp travel size này. Thành thử ra quý vị không muốn kem trắng da, quý vị có thể lấy hai hộp travel size cộng với lại kem mắt. Kem mắt thì bao giờ mình cũng phải cần có, tại vì kem da là khác mà kem mắt là khác. Rồi quý vị sẽ được tặng thêm một cái mặt nạ để mà nâng cổ, lúc nãy Thủy Trinh có khoe cùng với quý vị, cũng như là một cái sunblock. Đây là những cái mặt hàng biếu tặng cho quý vị trong dịp lễ lớn mà quý vị đang theo dõi chương trình cùng với chị Bích Phượng và Thủy Trinh. Kem 5 tế bào gốc cũng vậy, còn 2 tế bào gốc quý vị cũng được tặng những cái món quà mà nếu mà đã là khách
của Trẻ Khỏe Đẹp rồi đó là quý vị biết, cứ việc nói tên của quý vị ra, quý vị đã được tặng những cái discount đặc biệt mà Trẻ Khỏe Đẹp lúc nào cũng biếu cho khách VIP rồi. On top of that là những cái mặt hàng on sale và được cái giá trị như thế này. Còn nếu mà quý vị mua cái moisturizing là hai tế bào gốc mà cái dạng lỏng đó thì lại được extra 20% off quý vị nhé, extra 20% off cho cái loại mà hai tế bào gốc, mà cái loại cổ cao moisturizing. Thành thử ra bây giờ thưa chị Bích Phượng, mùa hè đó Thủy Trinh khuyên là dùng 5 tế bào gốc, nhưng mà bắt đầu tới mùa thu, mùa đông là những cái thời tiết nó hơi khô, nó làm cho da của mình nó sẽ bị khô và bị ảnh hưởng nặng nề. Thành thử ra do vậy đó nên dùng kem đậm đặc dưỡng chất vào cho ban đêm, ban ngày đó thì mình dùng cái loại lỏng hơn, chẳng hạn như loại serum 2 hoặc là 5, rồi sau đó ban đêm mình thoa kem 4 tế bào gốc. Nào bây giờ qua đến uống, chúng ta có thể uống Thought Collagen có promotion luôn. Đây là loại của Nhật, nước collagen là mua 3 tặng 1 cộng thêm một cái hộp mask để đắp mặt nạ, mà trong cái hộp mask nó có 5 miếng. Quý vị lại được tặng thêm một cái món quà nữa, đó là một cái chai thuốc đông trùng hạ thảo đi kèm. Lại được thêm một cái kem trắng da nữa. Thành thử ra đây là những cái món hàng mà tụi Trinh thấy là công ty đó họ không có biếu nhiều đâu. Đây là Trẻ Khỏe Đẹp đưa tặng cho quý vị đó. Thành thử ra quý vị mà mua trên online đó, quý vị sẽ không thấy những cái mặt hàng này, mà quý vị sẽ thương tụi Trinh nhiều hơn. Tại vì sao? Tụi Trinh lấy công làm lời và muốn quý vị thử thích những cái mặt hàng của tụi Trinh giới thiệu, rồi sau đó quý vị trở lại mua. Hôm nay em muốn mời chị dùng thử, tại vì cái nước Thought Collagen này mấy lần em giới thiệu rồi mà chị chưa từng uống qua, phải không ạ? Thì bây giờ em biếu chị thử uống một chai. Quý vị chỉ cần uống mỗi một tối một chai mà thôi, bụng trống trước khi mình đi ngủ. Bữa nào mình quên thì buổi sáng quý vị thức dậy uống ngay cho Thủy Trinh, bụng trống 20 phút thôi. Sau đó quý vị muốn làm gì thì làm. Bây giờ mình mở, mình shake well chị. Uống tại chỗ luôn. Yes chị. Đâu có gì đâu. Cheers. Cái này đó, thưa quý vị, nó vị của nó rất là ngon. Cái nước Fukudan á, uống đó, thứ nhất là ngăn ngừa bệnh ung thư, phải không ạ? Cái thứ hai nó làm cho cái đồi mồi tàn nhang nó mờ. Cái thứ ba nó làm cho da trắng trẻo hồng hào. Nhưng có một số người thì lại thích cái collagen, bởi vì sao? Nó mờ đi cái nhăn đó và không có bị mụn. Thành thử mỗi một loại nó có chức năng khác nhau, bởi vì cái loại này đó nó làm cho tóc của mình mọc rất là dày, móng tay nó dài ra. Chị uống chị thấy sao? Như thế này, thứ nhất Phượng vừa nghe Trinh nói là nếu mà làm cho tóc mọc là Phượng thích lắm, tại vì gần đây đó có thể Phượng đổi shampoo cho nên tóc Phượng nó rụng nhiều, cho nên hy vọng là nó sẽ giúp. Nhưng mà nói về cái mùi vị á, Phượng thấy thích lắm, là tại vì á hôm đó đó Phượng có thử một cái loại collagen, Phượng không nhớ là hãng nào, nhưng mà nó hơi tanh tanh, nhưng mà cái này đó thì nó là chua chua ngọt ngọt, nó có vẻ ngon đó. Nếu mà quá tanh như vậy đó thì thật sự ra đó là chưa có đủ cái vitamin C ở bên trong. Khi chúng ta uống collagen như thế này, thưa quý vị, phải có vị chua. Cái thằng chua này đó, vitamin C đó, nó mới thúc đẩy lên để nó làm collagen thẩm thấu vào cơ thể của mình lẹ. Thành thử ra nếu mà quý vị thấy ở đằng sau họ liệt kê đó 1000 hay là 800 vitamin C nó quá nhiều thì nó vô hiệu hóa. Tại vì sao? Cơ thể của mình chỉ có hấp thụ một ngày là 400 thôi. Nhiều hơn nữa nó cũng thải đi ra ngoài. Thành thử ra mình cũng không muốn nhiều hơn, mình chỉ muốn vừa đủ thôi. Nhưng khi chị uống một cái chai này đó mà chị thấy vitamin C nó nhiều, là cái vị chua, mà chị không thấy cái mùi cá của nó, đó là sự thành công của công ty. Tại vì sao? Họ biết là người khách hàng dùng họ không thích uống cái mùi tanh, tại vì nó là collagen từ cá. Mà trong đây nó có một cái chất gọi là peptide, tới 23% peptide trong đây. Chị biết peptide đóng vai trò gì không? Nó giữ cho làn da của mình, những cái cấu, những cái dính kết trên cái cơ mặt của mình đó, nó săn lại. Khi nó săn lại thì cái mặt của mình nó mới giữ được cái cơ mặt của mình, nó không làm cho bị chảy xệ. Còn cái collagen đó, nó đẩy cái mặt của mình lên khoảng cỡ từ 3 cho đến 4 tuần quý vị uống mỗi ngày một chai đó, quý vị sẽ thấy cái mặt của mình nó đầy ra, cái nếp nhăn của mình nó mờ đi, từ từ nó mờ đi. Khi quý vị uống, theo công ty họ nói uống từ 3 cho đến 4 hộp như thế này đó, liên tiếp, sau đó quý vị sẽ cắt giãn nó ra 2 ngày uống một chai, sau đó lại giãn ra 3 ngày uống một chai, rồi sau đó cứ một tuần 2 chai là đủ rồi. Nhưng mà trước khi quý vị đạt được cái kết quả đó, phải uống từ 3 cho đến 4 hộp. Đây,
trong cho liên tiếp bao nhiêu chai như thế này, một hộp này là 8 chai. À, okay. Thì có nghĩa là mua 3 tặng 1 phải không ạ? Có nghĩa là 4 hộp, quý vị uống cho Thủy Trinh mỗi tối 1 chai, uống hết 4 hộp này rồi đó, sau đó quý vị mua trở lại đầu tư những cái chai đó, bắt đầu mình giãn nó ra, mình để dành uống từ từ và nó last được mình hơn 1 năm trời, thì tội gì mình không để dành mỗi tối uống 1 chai, vừa tốt cho mái tóc được dày, làn da được đẹp, móng tay không có bị sứt, bị dễ gãy nữa. Đó là những cái gì mà công ty Trẻ Qua Đẹp đang có promotion bất cứ lúc nào cũng thế. Còn nếu mà chị thay đổi cái shampoo mà nó làm cho rụng hơn thì em đề nghị không nên dùng shampoo đó nữa. Cảm ơn Thủy Trinh rất nhiều. Có lẽ là hôm nay thì Phượng là host cho Thủy Trinh, nhưng mà ngày mai là Phượng là customer của Thủy Trinh rồi đó. Tại vì Phượng thích cái này. Chị phải uống hết. Chị không uống không hết một chai là không có hữu hiệu đâu. Tí xíu thì sao talk show nha. Cảm ơn chị. Dạ không được, khi mà uống là phải uống hết một lúc luôn. Dạ vâng. Chị tại vì nó khi nó thẩm thấu, chị phải cho nó thẩm thấu ngay liền. Trong lúc bụng trống là it's work the best. Rồi. Để ra ngoài nó bị oxy hóa. À cảm ơn chị Trinh. Dạ. Như vậy Phượng hứa sau talk show mình sẽ uống liền. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Nếu bất cứ thắc mắc gì xin liên lạc với Thủy Trinh. Và quý vị có những thắc mắc xin cứ gọi cho công ty là 714-722-5769 hoặc quý vị có thể vào trang nhà www.trẻkhoedepusa.com. Tất cả các mặt hàng, tất cả giá cả ở trên đó, nhưng mà những cái mặt hàng on sale này quý vị phải gọi vào 714-722-5769 để tìm hiểu đi vào chi tiết hơn. Thủy Trinh luôn cầu chúc quý vị lúc nào cũng thế trẻ khỏe và đẹp. Cảm ơn chị, cảm ơn đại quý vị khán giả đã theo dõi cuộc nói chuyện này. Một lần nữa Bích Phượng xin cảm ơn và xin hẹn sơ tới.